Vâng, Cường Đô xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu cũng như review đến toàn thể các bác anh em Lola Eric. Em về hàng cùng với Lola TB ấy, và loa Ausinter, tổng là Lola về là tổng 70 đôi. Nhưng đến ngày hôm nay em mới bắt đầu mới dọn đến Lola Eric này với vệ sinh để chuyển ra cửa hàng đây đang quấn này sẵn này. Cũng như vệ sinh thì có những chiếc còn chưa vệ sinh xong. Thì cuối lô em sẽ thanh lý tầm mất một đôi nhé. Eric thì thanh lý mất một đôi vì là mất logo này và vận chuyển về bị thùng bị vỡ các bác nhé. Vỡ mất thùng ở đằng sau. Em sẽ thanh lý cho các bác anh em một đôi cuối. Thì nói đến chất loa Eric có biết rồi. Là dòng loa thiệu của Đức. Nó với Eric, với Lodan hay là những dòng MUF ấy. Nó đều thương hiệu của Đức. Và cái điều quan trọng đối với loa Eric của nó là tiếng rất là hay. Cực kỳ hay, nhất là cái giải tép nhá. Vì sao cái giải tép dòng này rất là hay và được anh em đánh giá rất là cao? Vì tép bằng sừng tép lớn các nhá. Tép bắt 25 với bắt 30 to bằng nhau các nhá. Ôi, Thành ơi, đỡ anh cái. Tí thì người hỏng, hỏng hết. Nhưng đưa ra anh rồi. Đây bác nhìn này. Rút rụi dây cho anh. Rút hẳn dây ra. Củ chép cực kỳ lớn nhá bác nhá. Củ chép Eric này. Cái tép dòng này đánh tơi, nhuyễn và tiếng rất là hay. Lần trước em đã cái đây có hơn tuần em về một lô em bán hết chỉ trong khoảng 1-2 hôm. Nhưng đến hôm nay em về được có tổng có 12 đô thôi các nhá, không nhiều. Đấy, không nhiều đâu các bạn. Như vậy thì thời điểm này thì và sau này như năm nay 2022 thì tới tất cả các mặt hàng bãi đều bị tăng giá. Các bác không riêng gì các bác mua được thì các bác mua thì những bộ mic buyer từ đấy anh em nhập về đều bị tăng giá. Hay loa cũng vậy, nguyên nhân thì các bác biết rồi. Do tiền tệ lên cao này, do xăng dầu cao, vận chuyển cao, cộng với là những hàng mới thì bị thiếu linh kiện của do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đấy bác, thì rơi chiến tranh nữa đấy. Thì năm nay những cái lô loa này thì em báo giá công khai luôn, em vẫn để cho các bác anh em ở mức giá cũ là 5.500.000 đồng nhá. Còn đây là giá của lô này bác nhá, để sau vụ 1-2 tuần nữa vụ em có về lô nữa mà không may bán cao hơn thì các bác phải thông cảm nhá. Em nhập về em cố gắng đầu năm này bán được cho các bác mức giá hợp lý nhất để anh em sử dụng và mua sắm cho mình những cặp loa bãi xịn, chất lượng mà giá thành hợp lý, để công khai giá luôn cho anh em. Đó, nhìn này. Hàng cực kỳ đẹp luôn đó nhá. Hàng đẹp, em vệ sinh hết rồi. Củ chép này của bát. Bát đây. Bát cân nội tổng dầu 2 lớp bác nhá. Eric. Eric.com. Nhện đây. Nhện đi đằng hai có hai cầu nữa nhá. Nó vòng ở dưới phần nhện và vòng ngược lên. Đấy bác thấy không ạ? Đi hai cầu. Đi hai vòng. Và cái điều quan trọng ở phân khúc này các bác có chơi được ở những phân khúc là không gian từ 30m² đổ về, nghĩa là đẹp nhất là tầm 25m², dùng tất cả ống lục có gen hết bác nhá. Và phần căng nó đều bắt cỡ căng ở hai bên đầu này, cái căng Eric với thiết kế màu đen thì nó rất là đẹp, màu đẹp và công suất của nó là 200W trên một thân thùng. Các bác đánh được những dòng âm ly cũng đánh được các nhá, âm ly như 506 là đánh được rồi, 203 thì đánh vẫn hơi đói nhưng 2506 đánh được vì 506 công suất nó một kênh và một vế của nó là 250W. Eric của nó là HE510, đời rất là cao. Bình thường các bác mua trước đây nó sẽ là bản 310 để bản 510 các nhá. Độ nhạy là 96 dB, giải xuống rất là sâu, 50-60 đến 19 kHz. Và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm của dòng loa để các bạn nghe luôn. Vì một clip ngắn gọn, bình thường em sẽ quay một clip hàng về. Nhưng đây hôm trước em quay clip hàng về rồi và hôm nay em sẽ test những chất âm để các bạn nghe. Với dòng loa Eric này, thiết kế là thùng cùng hơi vát luôn nhá. Em chỉ đánh một quả thôi. Đấy. Rồi, bật cho anh với. Các bác nhìn cái tính tép rồi. Em lại chờ với các bác có thu ở các vào hết không? Chống nhuyễn, chống mềm, chém trời. Đôi mấy chờ riêng một mình tôi. Mơ nhiều ước nhiều để rồi như mây khói. Tình đã vời xa, xa vời, tiếng thương cũng rồi.
xin biển sao đời em đường vui với xin tình anh. Anh không tránh gì đâu, có chẳng anh tránh đời riêng anh. Đấy, các bác có thể thấy em tép đoạn nhạc thôi. Nếu mà đánh giá cao nhá các bác nhá, đánh giá cao đối dòng này em đánh giá rất là cao vì nhất trong tầm tiền. Nếu thì bác mua hàng bãi, hàng xịn ra thì nó rẻ hơn so với hàng mới, nó được khoảng trên 50-60%. Cũng như là đối với dòng này thì tép nó rất là tơi. Cái điều thể hiện cho từ trước nay, kể cả những bất kỳ anh em là bán và đến ngày hôm nay tiếp tục em về hàng được lô nữa. Nên là thông báo trên kênh để các bác cùng anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ em. Thì với mức giá rất là hợp lý này thì các bác có thể phối ghép cũng như là chơi với không gian từ 20-25 và tối đa 30m². Và cái đặc điểm nữa là khi các bác ghép lên dàn thì các bác ghép một bộ dàn xịn sò với một cục đẩy tầm 2 kênh, hàng của hãng cộng với một con vang và mic nữa, thì giá đâu đó bộ dàn nó chỉ nanh quanh ở mức đó 13-15-17 triệu ở phân khúc đầy đủ món các bác nhá. Đấy, một clip em xin phép review tại đây tại kho của Hiếu Minh Auto. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em qua hai số điện thoại đây, hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung ở Đông Hà Nội, hoặc 48B cư xá Bà Điểm, quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài mức giá tốt này ra thì bên em cũng nhận nâng cấp đổi các cho bác nào, những cái nào ở phân khúc ở vang, ở loa, ở những phân khúc thiết bị dàn và cần nâng cấp lên những đôi loa, nâng cấp lên thiết bị dàn cao cấp hơn thì cũng có thể liên hệ em để em có thể gọi là trao đổi cũng như là điều kiện cho nhau một chút để các bác có thể là sử dụng cho mình những sản phẩm chất lượng hơn. Đó là những gì mà em muốn phấn đấu cũng như là để năm nay sẽ cố gắng nhập rất nhiều hàng bãi về chất lượng cao nhất để phục bác tại hai vùng miền miền Bắc và miền Nam. Các bác nhé, các bác ở đến tại cơ sở bên em. Và xin phép dừng video ở đây. Xin chào tạm biệt ạ.